Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Kiếm Hiệp Hệ Thống. Trong buổi tối ngày hôm nay chúng ta tiếp tục cùng Đình Duy đến với diễn biến của tập 207 Bắc Tống Phòng Lưu. Triệu Hoàn dưới sự dẫn đường của Hạ Nhân đi tới gian phòng của Lý Kỳ. Lúc này, Hứa Lăng Trung đã giúp Lý Kỳ băng bó xong vết thương. Lý Kỳ thấy Triệu Hoàn đến vội vàng chắp tay nói, Điện Hạ, mới vừa rồi thật sự là xin lỗi. Sau đó ra hiệu cho Hứa lang Trung ra ngoài trước. Không sao, Triệu Hoàn nhắc tay không để bụng, ngượng cửa nói, Người ấy Đã có bốn vị kiểu thế Lại còn sớm ba triệu bốn Lý Kỳ nói Có phải Vương Thúc Thúc đang ở trong xây dựng hình tượng nghiêm phụ của mình Triều Hoàn cười mà không nói Lý Kỳ tâm sáng như gương Vừa mới nghe thấy giọng nói kia của Vương Trọng Lăng Đã cảm thấy kỳ quái Hiện giờ cẩn thận nghĩ lại làm sao mà không rõ Tâm tư của Vương Trọng Lăng được Đối với chuyện này cũng không biết nên làm như thế nào Nói Chuyện này thường thì càng lau càng đen Người khác muốn nghĩ thế nào thì nghĩ Ta không muốn giải thích Triệu Hoàn cười ha hả nói. Hơ hơ hơ, giọng điều này của ngươi không khác gì với tần phu nhân vừa rồi. Nói không có gì, ta thấy cũng rất khó tin. Đúng rồi, bốn trò hoa cốc đen nghe lấy từ đâu vậy? Lý Kỳ kinh ngạc nói, tần phu nhân không giải thích gì sao? Triệu Hoàn lắc đầu, tiệt, nàng ta làm như vậy thì càng thêm mờ ám, đúng là càng giúp càng dối. Lý Kỳ lắc đầu nói, ta lấy được từ nhà vương phủ. Ừ, ta biết ngay mà, Triệu Hoàn cười cũng không kèm để ý, chỉ làm hết chậu hoa mà thôi hoa vốn sinh ra vì tri kỷ nói đến tiền thì chỉ thêm tục ngược lại thấy lý kỳ bẩm báo rõ ràng trong lòng vừa rồi đột nhiên nghiêm mặt nói ta hôm nay đến thật ra là có chuyện muốn nói với người lý kỳ kinh ngạc nói chuyện gì triệu hoàn nói hôm trước tam đệ tiến công thỉnh tội với phụ hoàng tỏ về nguyện ý đi biên giới phía tây nam thay đại tống ta chấn thủ biên cương phụ hoàng ban đầu vốn không bằng lòng để tam đệ sang đó chịu khổ nhưng sau khi suy nghĩ một ngày cũng đồng ý bổ nhiệm y là phượng tường tiết độ sứ ngày mai sẽ đi nhậm chức Thật sao? Lý Kỳ nhướng lông mày phải lên, cảm thấy ngạc nhiên nói. Lấy tính cách của vận vương, ý tự nhiên nguyện chờ lệnh đến cái nơi hoang vu biên thủy Tây Bắc sao? Triệu Hoan gật đầu nói. trước đây ta cũng không dám tin, nhưng sự thật là như thế. Thánh chỉ cũng đã hạn rồi, sẽ không sửa lại được nữa. Lý Kỳ gật đầu nói tiếp. Điện hạ à cho phép ta mà mọi hỏi câu này, cái chức tiết độ sứ này, hắn muốn nói nhưng mà lại thôi. Nhưng ý tứ đã rất rõ ràng. Triệu Hoan cao mày nói người ngay cả tiết độ sứ cũng không hiểu sao. Sở dĩ hắn thấy tò mò là vì chức tiết độ sứ này đã trải qua nhiều tranh chấp, cực kỳ nổi danh. Nghĩ đến triều đường còn hạn chế phương diện tiết độ sứ này, sau đó triệu khương giận rút ra bài học lợi dụng đám chức vụ chi phủ thông phán chỉ huy sứ chống đỡ cho chức tiết độ sứ. Hiện giờ chức tiết độ sứ là chức quan nhàn tàn nhất, thỉnh thoảng sẽ đi cùng thân ngoại vương thất và đám tể tướng để thêm vẻ vang không hơn. Quyền lực gì đó đều không có. Thậm chí phần lớn tiết độ sứ đều không cần đi nhậm chức nhưng vì triệu giai bị giáng chức cho nên phải đến nơi đó để nhậm chức lý kỳ cũng biết một ít nhưng mà không rõ ràng lắm lắc đầu nói coi như ta lắm chuyện hỏi một câu đi triệu an cũng không ngốc biết lý kỳ lắm miệng hỏi một câu thực chất là đang giúp mình suy nghĩ vì thế vừa kiên nhẫn giải thích cho lý kỳ nói tóm lại chính là triệu giai không bao giờ tạo thành uy hiếp cho y nữa chức vụ này không hề có quyền lực ai cũng biết đây thật sự là khúc nhạc dạo từ khi vương tử lùi khỏi vũ đài lý kỳ nghe xong lúc này mới than nhẹ một tiếng nói xem ra y lần này là thực sự tình ngộ rồi đúng vậy triệu hoan gật đầu nói tam đệ ta tư chất thông minh từ nhỏ đến cả ta cũng thán phục nhưng khổ nỗi tâm khí quá cao ngạo lại không trải qua bất kỳ thất bại nào khiến y đi mà không biết đường về thật ra phải nói y đến nông nỗi ngày hôm nay ta làm đại ca cũng khó thoát ra khỏi lần này đạo đức giả nếu y ở đây chỉ sợ ngươi cũng không ngủ yên hiện tại thấy y cuối cùng cũng rời kinh thành ngươi mới bắt đầu giả bộ từ bi Lễ kỳ nghĩ một đằng nói một nẻo chỉ dựa vào phần trí tuệ này của điện hà thì cũng là phúc của đại tống rồi ngừng lại một chút hắn tiếp tục nói tuy nhiên ta cho rằng những chuyện này đều do y giao gió gạt bão không thể trách người khác được bản thân đã làm sai thì phải tự chịu trách nhiệm chuyện này không thể của trách được ngược lại ta nghĩ qua bài học này điện hà sẽ hiểu được hơn rất nhiều suy nghĩ sẽ không khư khư cố chấp như trước đây đối với cuộc đời y mà nói cũng không hẳn là chuyện không tốt triều hoàn gật đầu nói người nói cũng không phải là không có lý lý cười cười Điện hạ đột nhiên tới đây không phải chỉ vì chuyện này chứ. Triều Hoàn ha hả nói, hơ, hơ, thông minh, thật ra ta muốn bảo với người, sáng sớm ngày mai cùng ta đi tiễn tam đệ. Điện hạ không phải là đang đùa ta chứ. Lý Kỳ không thể tin nổi nói. Triều Hoàn nói, người thấy ta giống đùa sao? Lý Kỳ co mày, vậy không biết vì sao Điện hạ lại làm như vậy. Triều Hoàn lắc đầu, ta cũng không biết tại sao nữa. Chỉ là ý từ nhỏ không có mấy bạn bè thân thiết. Ngày mai ý đi phòng trường đưa tiễn sẽ không có nhiều người. Dù nói như thế nào cũng đã từng quen biết y Chẳng lẽ không định đi tiễn y sao Có lẽ Y không nói tiếp nhưng ý là Có lẽ sau này ngươi sẽ không gặp lại triệu dài nữa Hóa ra lôi ta đi là đầy thêm mặt mũi <laughs> Lý kỷ nói Không phải còn có rất nhiều vương tử đế cơ sao Triệu hàn lắc đầu khẽ thở dài Có cầu người đi trả lạnh Ngươi cho rằng Tần Phi sẽ để con của mình đi tiễn tam đệ sao Theo ta thấy Sợ cũng là huyên huyên đi À Lý Kỳ Chuyện quá khứ hay để cho nó qua đi ngươi coi như là giúp ta đi lý kỳ trầm ngâm một lát gật đầu nói nếu điện hạ đã nói như vậy được mai ta đi cùng với điện hạ Triệu hàn gật đầu cười sau khi nói xong chuyện này y cùng với lý kỳ tán gẫu vài câu rồi đi rời khỏi lý kỳ chống còi trượng đưa triệu hoàn đến trước cửa nhìn bóng lưng của triệu hoàn khuất dần nhíu mày lẩm bẩm phượng tường tiết độ sứ hắn vừa dứt lời phía sau đột nhiên có người nói điện hạ nói với ngươi rồi hả Lý Kỳ bị dọa đến thoát tim, một chân một gậy giữ vững thân mình, quay đầu lại nhìn tức giận nói: Vương thúc thúc, xả thúc đi mà không ra tiếng vậy. Vương Trọng Lăng u oán nhìn hắn một cái. Lý Kỳ nói: Thúc làm gì ta mà nhìn ta như thế? Vương Trọng Lăng nói: Lý Kỳ à, ta có chuyện muốn nói rõ với ngươi. Chuyện gì? Còn có thể là chuyện gì? Là chuyện trung thân đại sự của con gái ta. Lý Kỳ cười khổ nói: Vương thúc thúc, việc này thúc hãy nghe ta nói trước đã nào. Ngươi đừng hỏng trôn tránh trách nhiệm, Mới vừa rồi tao còn nhìn thấy Ngươi tặng hoa cho Giao Nhi Mà Giao Nhi lại căng thẳng thế nào với ngươi Trừ phu con đã chết của con bé ra Ta chưa từng thấy nó như thế với người đàn ông nào Vương Trọng Lăng vội nói Cần mẹ nó Lão tử nhìn lén hai mắt Ngươi lại bắt ta chịu trách nhiệm Trên đời này làm gì có chuyện tiền đợi như vậy Lý Kỳ trợn mắt nói Vương Thúc Thúc Chẳng lẽ Thúc còn không biết tính con gái của mình à Cho dù là một con chó què nàng vẫn làm như thế Vương Trọng Lăng khụ một tiếng nói Sao có thể coi mình với chó được Này, người đã đọc sách chưa? Lễ Kỳ tức giận nói, ta khi nào coi mình như chó đây chỉ là phép so sánh mà thôi âu khắc cho dù đó là bông hoa cũng sẽ héo Lệnh ngái cũng sẽ như thế hiểu chứ hiểu 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 vương trọng lăng cười ha ha hạ giọng nói <laughs> lý kỳ cho dù không có gì nhưng không có nghĩa là từ giờ về sau không có gì ngươi chắc cũng không muốn thấy con gái của ta cô đơn hiu quạnh cả đời chứ cái gì vậy cái này là ngươi gọi là hiểu hả cái gì mà cho dù nó vốn là thế rồi hơn nữa người hà tất phải thế ta không nói đến nội hàm cái gì Tần phu nhân với khuôn mặt đó, dáng người đó, chỉ cần đứng ở cửa thôi, người đến cầu hôn cũng xếp hàng từ đây đến hàng châu. Lý Kỳ lời nói nhảm với ông ta, hàm hồ qua loa nói, để sau đi, đợi sau này có gì hắn nói. Vương Trọng Lăng mở ám cười nói, vậy ngươi phải cố gắng nha, nhớ ngày đó ngươi chỉ là một đầu bếp, chỉ được sự ái mộ của thất nương, đến nay đã là đại quan tam phẩm, Giao Nhi tất nhiên chạy không thoát khỏi lòng bàn tay ngươi, à, ý ta là ngươi và Giao Nhi cũng được cho là trai tài gái sắc. Lý Kỳ cười nói, ta phải cảm thấy là nam sắc nữ tài mới đúng, đều giống nhau đều giống nhau vương trọng lăng cười ha hả nói hở được rồi được rồi ta đi trước đây vương thúc thúc đi thong thả lý kỳ vội vàng nói trong lòng hận không thể một cú đá ông ta ra ngoài đợi vương trọng lăng đi rồi lý kỳ lắc đầu sờ sờ khuôn mặt anh tuấn của mình cảm khái nói Ai, người đẹp trai quá cũng lắm bổn phiền nha mặc dù đã què rồi lý kỳ vừa mới đến tiền sảnh tần phu nhân bỗng nhiên từ bên cạnh bước ra dè dặt nhìn lý kỳ hồ nghi nói cha ta và ngươi vừa mới nói chuyện gì vậy lý kỳ đào mắt một cái hà hả nói à chàng người muốn gả người cho tại hạ phù thân sao lại như thế tần phu nhân tức giận dẫm chân nói với lý kỳ vì này người muốn cũng đừng hòng muốn lời này ta cũng muốn nói với người lý kỳ hếch mắt lên nói ta là người què nhưng mất không bù ngươi đừng nghĩ muốn thừa dịp ta bị thương mà lợi dụng ta người nghĩ ta muốn lợi dụng ngươi hai mắt của tần phu nhân bắn lửa khắp nơi tức giận nói từ đầu đến cuối đều là ngươi lợi dụng ta lý kỳ a à lên một tiếng nói tần phu nhân ngươi dựa vào đâu để nói những lời này vậy cho tới bây giờ đều là ta tặng người đồ, đã khi nào tặng ta đồ chưa Tần phu nhân hơi sững sờ, nghĩ lại một lúc hình như thực sự là như thế. Trên mặt ưng đỏ nhỏ giọng nói, không phải là ta cho ngươi ở lại tần phủ sao? À, điều này cũng đúng. Lý Kỳ gật đầu đính đạc nói, à vậy được, coi như là ta cũng kết giao với chủ nhà, vợ chồng chúng ta tính rõ, người nói chuyện gì? À, ta nói chúng ta từng người tính rõ ràng, tính toán xong tổng hợp lại được chưa? Cái này cũng không khác lắm, Tần phu nhân nhẹ nhàng mũi môi, bỗng nhiên nói, đúng rồi, Lý Kỳ, ngươi thật sự định mang tất cả hoa cỏ trong nhà vương phủ cho heo ăn. Đổ mồ hôi, ta vừa mới chảy máu, ngươi còn không hỏi lấy một câu thì thôi, lại đi nhớ mấy chuyện hoa cỏ này. thật sự là đã thương lòng tự tôn của người khác nha. Lý Kỳ nói, cũng không phải là không thể, nhưng ngươi gặp may rồi, gặp phải ta có quyền ưu tiên lựa chọn. Nếu ngươi không cần ta sẽ tìm người khác lấy Còn nếu không ai lấy thì cho chúng nó tự thân tự diệt đi sở dĩ tần phú nhân hỏi như vậy là vì nàng từ vương trọng lăng biết được vương phủ đó sẽ để trống hoa cỏ hiếm lại bên trong sẽ không có ai quản lý nếu không ai lấy cũng chỉ có thể cho bọn chúng tự sinh tự diệt trong lòng mà sao có thể bỏ mặc những loại hoa quý báu như thế này cứ như vậy mà biến mất được bèn ngượng ngùng nói nếu đã như vậy ngươi có thể đưa ta đến vương phủ xem không ngươi không sợ người khác hiểu lầm chúng ta sao ta sợ bọn họ sẽ không hiểu lầm sao à, vậy thì được rồi chiều ngày mai đi buổi sáng ta còn bận việc hôm sau ngoại thành phía nam gió thu mang theo cảm giác mát mẻ tùy tiện cuốn những chiếc lá khô rơi xuống lúc này trời còn chưa sáng rõ bốn con ngựa đứng yên trước cổng thành hành khách đi qua ngước mắt nhìn cửa thành ánh mắt rực rỡ khó có thể chống cự lại một lúc lâu sau y than nhẹ một tiếng híp mắt nghiền ngẫm cười nói đều nói là người đi rồi chả mới lạnh xem ra hiện giờ người chưa đi nhưng chả đã lạnh <laughs> lòng người thật dễ thay đổi Người đang nói đúng là triệu sai Đứng phía sau y là lã quản gia Ngoài ra còn có hai tên hộ vệ trên đường Nhớ ngày đó là vận vương Tiền đồ vô hạn Hiện giờ đã một đi không trở lại Chỉ còn lại những tiếng châm chọc cực kỳ thê lương Triệu giai của hôm nay đã hoàn toàn là bằng sáng quá khứ của vương tử. Trên người chỉ mặc trường bào màu xám, dưới chân cũng chỉ đi đôi giày vải, hơi thở cao quý hoàn toàn không thấy, bừa bãi không giống trước đây lại nhiều thêm một phần nội liễm. Tuy nhiên vóc người đẹp, mà cái gì cũng có phong vị. Lão quản gia lo lắng liếc mắt nhìn triệu dài nói. điện hạ, chúng ta đi thôi. Đi thôi, cũng đến lúc phải đi rồi. Tam đệ, trầm đã, trở vi huynh. Đúng lúc triệu gia chuẩn bị rời đi, một chiếc xe ngựa dưới sự bảo vệ của 10 hộ vệ chạy về hướng y. Chỉ nửa khắc sau, đội người này đã tới trước mặt triệu giai. Một người chui ra từ trong xe ngựa nói với triệu giai. Tạm đệ, đại ca muốn tới tiễn ngươi, tại sao ngươi đi không tử giã? Người này dĩ nhiên là thái tử Triệu Hoàn. Triệu dài vội vàng xuống ngựa, chắp tay thi lễ, cười khổ nói. Không phải đại đệ không muốn làm phiền đại ca sao? Triệu Hoàn xuống xe, tiến lên cầm hai tay của Triệu dài nói. Tam đệ, ngươi nói gì thế? Huynh đệ chúng ta còn xem như người ngoài vậy sao? Triệu dài đưa mắt nhìn phía cửa thành, khóe miệng mang theo nụ cười chua xót nói. Đệ không muốn tăng thêm muộn phiền cho đại ca. Triệu Hoan ngẩn người, y biết là y đang chỉ những huynh đệ còn lại không đến tiễn, liền thở dài một hơi, vỗ vỗ bờ vai của Triệu Giai, nói Tam đệ, bất kể thế nào, ta và ngươi mãi mãi là huynh đệ, điều này không thể dứt bỏ được, lần này ngươi đi nhất định phải chú ý sức khỏe, đại ca có thời gian sẽ đến thăm ngươi. Triệu Giai lắc đầu nói Đại ca, lúc này ngươi lấy quốc gia đại sự làm trọng, làm gì có thời gian đến thăm ta, nhắc tới cũng thật là mỉa mai hiện tại mới hiểu được trên đời này chỉ có đại ca xem ta là huynh đệ tam đệ trước đây có mạo phạm đại ca trong lòng vô cùng hối hận nếu có ngài đại ca cần dùng đến chỗ của đệ để nhất định sẽ vì đại ca mà máu chảy đầu rơi không hề nối tiếc những lời này nói ra cũng là tình thâm ý trọng trong lòng của triệu hoàn cảm động không khỏi nghẹn ngào tất cả những chuyện ngày xưa cũng từ từ bay theo gió nhưng nói đi cũng phải nói lại trung quy cũng là điều kiện tiên quyết triệu gia bị giáng chức đi tây bắc nếu triệu giai còn ở kinh thành cho dù y nói một trăm lần triệu hoàn cũng không mở lòng với y như thế tóm lại chỉ cần liên quan đến lợi ích bất cứ tình cảm phát sinh nào cũng sẽ biến chất hơn nữa huynh đệ bọn họ còn có lợi ích liên quan đến nhau có thể nói trên đời này là lợi ích cám dỗ con người nhất hai huynh đệ nói chuyện một lúc triệu hoàn bỗng nhiên nói vọng vào trong xe lý kỳ nếu người đã đến đây tại sao không ra ngoài ồ oh, đã tới rồi mọi người lên tiếng trả lời trong xe ngựa chui ra không phải là lý kỳ thì là ai hắn còn buồn ngủ chắp tay với triệu giai gượng cười điện hạ người cũng biết tài hạ có thương tích trong người không tiện thi lễ kính xin điện hạ tứ tội kỳ thật điện hạ có thể đi tối nay ngày hôm nay cũng không sáng sủa rồi triệu Gia nhìn lý kỳ cười ha hả nói hờ <laughs> hờ lý kỳ ưu điểm lớn nhất của ngươi là dù trong lòng có nghĩ gì thì trên khuôn mặt luôn luôn mỉm cười thật sự là hiếm thấy nha lý kỳ nhún vai cười nói Bài nghề nghiệp rồi không có biện pháp thương nhân đều có tính này tuy nhiên điện hạ đang khen hay là đang chê ta vậy đương nhiên là khen không phải là người nào cũng có được tính này vậy ta xin nhận điện hạ miệng lưỡi thật ngọt lý kỳ chắp tay nói là nói thật mà thôi triệu <laughs> giai cười liếc nhìn triệu hoàn đầy thâm ý nói ta tuy biết ngươi bị nhờ vả đến đây nhưng dù như thế nào ta rất cảm ơn ngươi đã đến đây đưa tiễn hy vọng ngươi có thể phụ trợ tốt đại ca ta lý kỳ cười nói điện hạ ta xử lý công việc chứ không xử lý con người thái tử điện hạ cần kiệm tiết kiệm kế thừa truyền thống tốt đẹp của đại tống ta luôn đặt dân chúng thiên hạ ở phía trước tài hạ và thái tử điện hạ cùng chung trí hướng cùng dùng từ phụ trợ ở đây là coi trọng tài hạ rồi phải nói là tài hạ có thể gặp được điện hạ là phúc khí của tài hạ đổi lại là vương phủ cho dù y quỳ gối trước mặt tài hạ cũng không thèm liếc y một cái có cầu đã bất đồng bất tương vi mưu không cùng chí hướng quan niệm thì không thể hợp tác bàn luận Lần này Triệu Hoàn nghe xong cảm thấy thoải mái, hết giật. Ngụ ý của Lý Kỳ chính là y mới là dòng chính, là chân mệnh thiên tử. Người bên ngoài giúp đỡ đơn thuần là vì y, là vì toàn bộ đại tống. Ca ngợi nhiều nhưng không thô, công định nọt này đã âm thầm đánh chúng, có thể nói là kinh điển. Triệu Giai chẳng những không phiền muộn, ngược lại còn cười cười nói. Hy vọng người có thể nhớ kỹ lời hôm nay người nói. Nhật định, nhật định, tam ca, tam ca. Lúc này có một chiếc xe ngựa chạy nhanh đến. Triệu Giai vội đưa mắt nhìn, nói, huyên huyên trong giọng nói mang theo ý không muốn. Một lát sau, cỗ xe ngựa kia đến trước mặt Triệu Giai, một thiếu nữ cuống quýt từ trên xe ngựa nhảy xuống, từng bước nhỏ chạy nhanh về phía Triệu Giai, hai tay mở rộng ôm chặt lấy Triệu Giai khóc không thành tiếng nói, "Tam ca, ca không cần Huyên Huyên nữa sao? Huyên Huyên không cho ca đi." Thiếu nữ này chính là Nhung Phúc Đế Cơ Triệu Đa Phúc, nàng và Triệu Giai là cùng mẹ, hơn nữa từ nhỏ đã rất thân với Triệu Giai nên không chịu cho Triệu Giai đi, triệu giai nhìn thấy triệu đa phúc hốc mắt không khỏi đỏ lên ngồi xổm xuống nhìn lên khuôn mặt của thiếu nữ này nói tam ca sao lại không cần huyên huyên nữa chỉ có điều hiện giờ tam ca đã trưởng thành nên vì đại tống vì vụ hoàng mà cống hiến sức lực triệu đa phúc khóc nói nhưng huyên huyên không nỡ để tam ca rời đi mũi của triệu giai thoáng thắt lại nói tam ca cũng không nỡ xa muội nhưng tam ca không thể ở bên muội cả đời sẽ có một ngày muội lớn lên sẽ lập gia đình Tuy nhiên cho dù Tam Ca ở ngoài xa ngàn dặm Nhất định sẽ luôn nhớ tới Huyên Huyên Mụi hứa với Tam Ca Sau khi Tam Ca đi rồi mụi sẽ nghe lời thái tử ca ca chứ Khuôn mặt nhỏ nhắn của Triệu Đa Phúc Mang đầy nước mắt nhẹ nhàng gật đầu Triệu Giai cười gật đầu Một tay nắm tay Triệu Đa Phúc đứng dậy nói với Triệu Hoàn Đại ca Mẫu thân ca trước khi đi từng dặn ta nhất định phải chăm sóc tốt cho Huyên Huyên Đáng tiếc hiện giờ Ôi ta đi rồi Hy vọng đại ca có thể để ý chăm sóc cho Huyền Huyền. Đừng để con bé bị tủi thân, Triều Hoàn biết y huynh muội tình thâm liền cười nói, "Tam đại yên tâm, lần này của ngươi quá khách sáo rồi. Huyền Huyền cũng là muội muội của ta, ta làm sao có thể để con bé tuổi thân, nếu ai dám bắt nạt nó, ta nhất định không tha cho gã." Tam ca. Lúc này phía sau vang lên một âm thanh êm tai. Mấy cười quay đầu lại nhìn mới phát hiện ra phía sau còn có một mỹ nữ tuyệt sắc nữa là Triệu Tinh Yến Triệu Giai ha hả nói, "Hả, đường muội, không nghĩ là muội cũng tới." Triệu Tình Yến bước lên trước, đầu tiên là thi lễ với triệu hoàn sau đó nhẹ nhàng cười cả đã biết ta sớm là vò đã mẻ lại sứt hoàn toàn không để ý những thứ có hay không trong người có hết mạch của triệu thái tông triệu tinh yến và triệu hoàn khá thân nhau triệu giai cười ha hả nói hờ <laughs> hờ đại ca cả đây là nói đường thúc dạy con không nghiêm hay là không có cách nào triệu hoàn còn giả bộ suy nghĩ một lúc mới nói theo ta nghĩ không có cách nào chiếm phần lớn Y và Triệu Tinh Yến không phải là quá thân nhưng cũng hiểu một chút tính cách của Triệu Tinh Yến. Biết Triệu Tinh Yến xưa nay thích làm theo ý mình nên không thể trách được. Triệu Tinh Yến gượng cười lắc đầu nói Thái tử ca, ta dù sao cùng họ giễu cật muội muội, ta phải vì muội muội bảo vệ công bằng mới đúng nha. Tâm tình của Triệu Hoàn bây giờ rất tốt, cũng pha trò cười. Lòng bàn tay hay mua bàn tay đều là thịt, nào có thể nói đến công bằng. Tuy nhiên nếu đừng muội muốn ta làm đại ca chủ hôn cho muội, vậy thì không thể từ chối nha cho dù có bận ta cũng phải dành thời gian đích thân đến triệu giai gật đầu nghiêm mặt nói đường muội tam ca lần này đi trong lòng quá thích nối chính là không thể thấy muội lập gia đình muội có lẽ không biết mỗi lần ta thấy hoàng thúc ông ấy đều nói chuyện này hơn nữa tam ca cũng hết sức tò mò rốt cuộc phải là người như thế nào mới có thể lấy được lòng muội muội ở trong hoàng thất nữ nhân đến tuổi triệu tinh Yến bình thường đều đã có con cái nàng cũng coi như là một đóa hoa hiếm thấy triệu tinh Yến bất đắc dĩ nói sao lại nói đến chuyện này rồi sớm biết như vậy ta đã không đến ta làm ca ca nếu liên quan đến hôn nhân nhân đại sự của muội muội mà không để trong lòng thì ta làm ca ca cũng quá thất bại rồi triệu giai cười ha ha lại nói với triệu hàn đại ca muội muội này vẫn chưa được gả ra ngoài ngươi làm đại ca nhưng bụng làm dạ chịu nha nên phí chút tâm tư thay đường muội xem xét mới đúng triệu hàn trêu gạo nói ta cũng muốn nhưng bên người thật sự không qua xứng đôi với đường muội nói tới đây y vừa cười vừa nói nói đi nói lại hình như chỉ có lý kỳ đủ tư cách triệu tinh yến lướt nhìn lý kỳ khẽ khẽ lắc đầu biểu cảm có phần bất đắc dĩ mồ hôi tuôn ra dữ dội không phải chứ huynh muội các ngươi tan gấu vài câu lại kéo ta người ngoài và làm cái gì lý kỳ buồn bực nói điện hạ nhưng ta là một người quẻ nha đây không phải là người đẩy yến túc phúc tông cơ và hố lửa sao triệu giai cười xấu xa nói ta nghĩ đại ca nói là tuổi tác y biết tính cách của triệu tinh yến không cấm kỵ gì cả bởi vậy cũng không có kiêng kỵ nhiều đến như vậy bất luận thế nào y quay về với chính nghĩa thì cũng đã là vò đã mẻ lại sứt rồi triệu hoàn ha hả nói <laughs> người hiểu ta không ai hơn tam đệ triệu Tinh nghiến nghe xong một mực lắc đầu nếu với nữ nhân bình thường thì thật sự rất làm tổn thương nhưng đối với nàng mà nói hoàn toàn không tính là gì lời đồ đạn trong cung so với lời này còn gấp trăm lần nếu nàng lớn lên cực kỳ xấu thì cũng không nói làm gì nhưng vấn đề là nhan sắc nàng trời sinh quốc sắc tiên hương ở đại tống cũng được coi là số một số hai Người đến cầu hôn bao gồm cả đệ tử trên dưới trong triều đình, nhưng không có ai có thể nắm giữ được trái tim nàng. Cái này là người khác không thể không hoài nghi, thân thể hay là tâm lý của nàng thiếu hụt chỗ nào. Vì vậy trong cung vẫn đồn đại lung tung chuyện của nàng mà không hề ngừng lại. Trong đó cũng có những chuyện mang theo ba phần ghen tị, nhưng nàng chỉ cười trừ, gượng cười nói. Có hai vị ca ca như thế này quả thật là bất hạnh mà. May mắn hiện giờ một người sắp đi rồi. Triều Đa Phúc đột nhiên chỉ vào Lý Kỳ cực kỳ bất mãn nói muội không cần kẻ lừa đảo này làm tỷ phu của huyên huyên tiểu muội muội ta cũng không dám nha yêu nhân kia biết võ công thần cũng không ngăn lại được huống chi ta chỉ là đồ bếp nhưng dù không làm tỷ phu của ngươi thì cũng không phải là kẻ lừa đảo lý kỳ kinh ngạc nhìn triệu đa phúc triệu gia hiếu kỳ nói kẻ lừa đảo triệu đa phúc dùng sức gật đầu vội vàng nói tạm ca ca không biết kẻ lừa đảo này từng nhiều lần đồng ý với huyên huyên và sinh nhật của huyên huyên sẽ giúp huyên huyên làm một cái bánh sinh nhật độc nhất vô nhị nhưng sinh nhật năm ngoái huyên huyên đợi một đêm cũng không thấy bánh sinh nhật của hắn đây không phải lừa đảo thì là gì ba người họ triệu đồng loạt nhìn về phía lý kỳ trời các gây y nhiều bắt nạt ít à lý kỳ lui về phía sau một bước dò hỏi cả vì đều là những vương tử đế cơ tâm cơ cao cao tại thượng chắc chắc sẽ không ức kiếp một người quay nhỉ triệu hoàn giả vờ tức giận nói lý kỳ huyên huyên nói có đúng không lý kỳ gãi đầu ngượng ngùng nói hình như là có chuyện như vậy nhưng điều này cũng không thể trách ta nha ta từng ba bốn lần hỏi Nhung phúc đế cơ sinh nhật khi nào nhưng mà nàng không chịu nói cho ta biết trong lòng lại âm thầm kêu khổ không thể tưởng tượng được lý kỳ ta tán gái điêu luyện hôm nay lại bị một lô ta vụ oan nếu nói ra một đời anh danh của ta chắc bị hủy hết triệu đa phúc chu cái miệng nhỏ nhắn hử nói chuyện như thế một đại nam nhân như người sẽ có thể để một nữ tử như ta đến cửa bẩm báo chứ gửi phải nửa tháng à không ba ngày đến hỏi một lần mới đúng may mắn vụ hoàng chỉ phong huy làm kim đao chủ vương không phải là kim đao quân tử Hừ, thiên tài Lý Kỳ tự coi là có tài ăn nói lanh lợi nhưng bị nàng mắng một hồi thì thật không còn gì để nói. Triệu gia nói, cười nói. Huyền Huyền nói rất đúng. Nếu như ngươi có tâm, tự nhiên sẽ có cách biết được sinh nhật của Huyền Huyền. Không cần Huyền Huyền phải bẩm báo. Rõ ràng chính là lấy cớ. Triệu Hoàn cố nhịn cười trầm giọng nói. Lý Kỳ, ngươi đường đường là đại quan tam phẩm. Dù không phải là quân tử cũng không thể thất tín với tiểu cô nương. Việc này nói như thế nào đều là ngươi sai. Cần mà hẹn nữa. Cái gì gọi là dù không phải là quân tử? <laughs> ta hiếm lạ quá sao các người nhiều người ta không nói lại được coi như là ta gặp hạn được chưa lý kỳ Long mồ hôi trên mặt cố gắng làm cho mình càng thêm thành thật ôn hòa cười nói đời đích thực là không đúng mà ta phải khắc sâu trong lòng phải úp mặt vào tường để suy nghĩ nhưng phúc đế cơ ta đây xin lỗi ngươi năm nay năm nay ta nhất định thực hiện lời hứa của mình triệu đó phúc bí môi hồ nghi nhìn lý kỳ lập tức lắc đầu nói ngươi nghĩ rằng ta còn tin được ngươi nữa sao không hề có thành ý nói không chừng vừa quay lưng đi đã quên luôn ai mà thèm bánh sinh nhật của ngươi Ây. nhà đầu kia cứng mềm không ăn thật là làm khó người ta lý kỳ đối mặt với nhung phúc đế cơ quả nhiên là không có cách gì khuôn mặt xấu hổ hoàn toàn lộ ra triệu tinh yến che miệng cười khanh khách nói huyền huyền tốt nhất là mỗi lấy đi mỗi không biết trên đời này người khiến hắn nhận sai chẳng có bao nhiêu đâu lấy kỳ vội nói lời ấy của yến phúc tông cơ sai rồi việc này quả thật là lỗi của ta lấy kỳ ta cam chịu nhận phạt Triệu Đáp Phúc mở to hai mắt nói, thật sao? Vậy năm nay tuyết rơi, ngươi cùng ta chơi ném tuyết, tất nhiên là ta ném ngươi. Này! Lý Kỳ không khỏi nhớ lại lần đầu tiên mình và Triệu Đáp Phúc gặp nhau, biết nàng tuyệt đối nghiêm túc. Nếu đồng ý không làm được lại là bị mắng là kẻ lừa đảo, cần phải thực hiện lời hứa, vậy cũng thảm rồi. Đừng đừng là đại quan tam phẩm lại làm bia ngắm ném cho người khác, vậy còn ra gì nữa? Trong nháy mắt, Lý Kỳ với tài ăn nói cũng không biết phải nói gì. Huynh mộ triệu gia anh thấy vẻ mặt kinh ngạc của Lý Kỳ cười ha ha ở Mỹ, vào thời khắc này bọn họ càng giống là người một nhà. Nhưng tiếng cười ngắn ngủi qua đi lại lâm vào lúc đi biệt. Triệu Giai lên ngựa chặt tay nói. Đại ca, các vị. Tiếng người ngàn dặm cuối cùng vẫn từ biệt. Sau này còn gặp lại. Tam ca đi đường cẩn thận. Triệu Đa Phúc dương hai mắt sưng đỏ nói. Tam ca, huyền huyền sẽ nhất nhớ ca. Triệu Giai gần đầu nói. Tam ca cũng sẽ nhớ muội Nói xong y liếc mắt nhìn Lý Kỳ. Lập tức ghim dây cương lại vung mạnh ra ngựa lên. Chạy về phía trước. Tam ca, được đi Tam ca, Huyên Huyên đi cùng với. Triệu Đắc Phúc thấy Triệu Giai lập tức rời đi, làm sao mà đè nén được nội tâm đau xót. Đột nhiên giãy khỏi vòng tay của Triệu Tinh Yến, đuổi theo Triệu Giai, gào cuồng loạn. Huyên Huyên, Triệu Tinh Yến sợ nàng ngã, vội vàng tiến lên giữ lấy nàng. Yến tỷ tỷ, tỷ mau thả vội ra, muội muốn đi cùng Tam ca, Tam ca. Triệu Giai quay đầu lại hô: Đại ca, làm phiền các ngươi sau này thay ta chăm sóc tốt cho Huyên Huyên. Tam đệ, ngươi yên tâm, ta chắc chắn sẽ chăm sóc tốt cho Huyên Huyên mặc cho triệu đa phúc hét to đến xé ruột xé can triệu giai cuối cùng vẫn đi biến mất ở ánh sáng mặt trời đầu tiên dọi xuống ở phía đông triệu đa phúc với tâm tình sụp đổ nhìn mãi về phía nam không rời cho đến khi nàng khóc đến ngất lịm đi mới được triệu hoàn đưa về tình thân bẩm sinh vĩnh viễn không thể dứt bỏ được lý kỳ nhìn xe của triệu hoàn rời đi không khỏi có chút đau buồn lẩm bẩm triệu đa phúc còn có thể đi xa ngàn dặm gặp triệu giai còn hắn phải vượt qua ngàn năm mới có thể gặp được người thân của mình Triệu Tinh Nghiên đứng ở bên cạnh, hai mắt hơi động nói. Nhưng đứng trước quyền lực, thân tình cũng không chịu nổi một nhát đau. Lý Kỳ hơi ngẩn người thầm nói, đúng vậy, nàng nói không sai, chẳng lẽ tương lai của ta cũng như thế sao? Ngoài miệng lại cười nói, ta chỉ nói thái tử điện hạ vì nhúc phúc đế cơ, mới bỏ lại người què như ta, giờ chỉ mong người có thể đưa ta về. Triệu Tinh Nghiên duỗi tay ra cười nói, mời. À, xe ngựa của cô bên đây mà. Lý Kỳ chỉ vào bên phải nói. Triệu Tinh Nghiên nói, Trời đẹp như vậy ngồi xe ngựa nhiều không thú vị lắm Đi bộ một đoạn đi Lý Kỳ sừng sốt nửa ngày tức giận nói Cô điên rồi Chứ tinh hiến liếc nhìn qua trượng của hắn quan tâm Chân của người không sao chứ Lý Kỳ thấy nàng không giống đang chế nhạo mình Đa phần là quan tâm, cười khổ nói Thật ra là không có chuyện gì lớn Chỉ là cử động bất tiện Nếu bây giờ ai cho ta một chiếc xe ngựa Ta thực sự sẽ cảm tạ tám đời tổ tâm người đó Hôm nay Triệu Hoàn đi đón hắn, hắn thấy dẫn theo nhiều hộ vệ như vậy, Thời gian rất gấp mà trời còn chưa sáng cho nên không đi gọi Mã Kiều. Nào biết Triệu hoàn sẽ trực tiếp đưa Triệu Đa Phúc hồi cung, ném hắn cho người ngoài đến dự kiến Triệu Tinh Yến. Triệu Tinh Yến cười khen khách nói, Người mỗi ngày đều chạy tới vương phủ, sao không thấy cử động bất tiện? Lý Kỳ trợn Trắng mắt nói, Điều này sao có thể giống nhau, nơi đó có vàng bạc châu báu, nơi này có gì, chỉ có một cô nữ nhân không cả được. Triệu Tinh Yến cắn răng nói, Về những lần này của ngươi, ta quyết định, nói xong nàng vung cánh tay lên về phía xe ngựa con ngựa lập tức chạy vào trong thành lý kỳ buồn bực nói cô đâu cần phải đùa tuyệt tình như vậy triều tiên nghiến cười mà không nói tự nhiên đi lên phía trước lý kỳ thở dài hôm nay quả thực bị người khác chơi thảm rồi một ngày nào đó hắn nhất định sẽ trả lại gấp trăm lần khập khà khập khiễng đi lên bỗng nhiên cười híp mắt nói kỳ quá triều tiên nghiến khẽ cười một tiếng nói có phải ngươi muốn nói vì sao không hỏi chân ngươi tại sao lại bị thương? Không hỏi tại sao Tam Ca phải đi phượng tường? Vương phủ tại sao lại bị xét nhà? Lý kể vừa nhấc mí mắt, khuôn mặt đầy bất đắc dĩ. Đại tỷ, cho ta con đường sống được không? Cô chẳng lẽ không biết một câu là nữ nhân sợ nhất là nam nhân nhìn thấu cơ thể của mình, còn nam nhân sợ nhất là nữ nhân nhìn thấu tâm tư của mình. Có trách cô không cả ra được, hóa ra còn có lý do đó. Trừ tinh Yến gắt một cái nói, Trần đã què lại còn hạ lưu, thật đáng đời. Ngừng một chút lại nói, Ta hỏi ngươi, ngươi sẽ trả lời sao? Lý Kỳ lắc đầu nói, sẽ không. Vậy không phải rồi sao? Những cô ngay cả hỏi cũng không hỏi thì có chút kỳ quái. Triệu Tinh Hiến cười nói, <laughs> Ngươi đừng đoán hò nữa, ta cũng không phải là thần. Sự việc trên đời này đâu có thể biết rõ được. Đối với những việc có ẩn tình, ta không hỏi, vì ta biết chắc người sẽ không nói. Bằng không chuyện bỗng nhiên kỳ dị như vậy, trong chiều không thể một chút gió cũng không nổi lên. Thông minh, Lý kỷ cười nói, Nói thật ta cảm thấy nói chuyện với cô thực sự thoải mái vì cô rất hiểu tâm tư nam nhân. Ta hoàn toàn không cần phòng bị gì cả vì cô chắc chắn không hỏi ta vấn đề mà ta không trả lời. Triệu Tinh Hiến cười nói Đã tạ quá khen. Tuy nhiên ta lại nghĩ nói chuyện với ngươi là việc mệt nhất bởi vì rất khó moi từ miệng ngươi nửa mẩu tin tức. Đối với ta chỉ có mình bỏ ra mà không có thu hoạch nào. Lý kể cười nói cô Cũng không thể nói như vậy. Cô không hỏi làm sao biết ta sẽ không nói. Triệu Tinh Hiến cười nói Được. Được. Vậy ta hỏi ngươi, trong lòng ngươi rốt cuộc đang tính toán cái gì? Lý Kỳ vô cùng thành thực nói. Có thể lấy xe ngựa ở đâu? Ta biết ngay ngươi sẽ trả lời như vậy. Đây là nói thật, ta biết. Bởi vậy mới thấy hễ ngờ là ngươi làm trước hay không làm vĩnh viễn không có đáp án. Lý Kỳ cười cười, cười liếc mắt nhìn Triệu Tinh Yến đầy thâm ý rồi nói. Cô đã đang tính toán cái gì vậy? Triệu Tinh Yến sửng sốt nói. Đánh gãy cái chân quẻ còn lại của ngươi. Mã Kiều, má Kiều cô không thể làm sang nhưng làm bậy như thế được. Nói cho cô biết chủ nghệ không thể tiêu diệt được. Triệu Tuyết Nghiến hừ một tiếng không thèm để ý bước nhanh về phía trước. Này, chờ ta một chút. Không thể nào, cái tên yêu nhân này đã thực sự bỏ ta ở lại rồi. Lý Kỳ chợt thấy một cỗ xe ngựa dừng ở cửa thành. Triệu Tuyết Nghiến không nói hai lời chờ thẳng lên xe. Sau đó, xe ngựa rời đi. Lý Kỳ hoàn toàn choáng váng, kinh ngạc nhìn bóng dáng xe ngựa dần dần biến mất. Đùa thế này có phải là quá tuyệt tình không? Nhưng không bao lâu, một chiếc xe lửa lại chạy ra từ cửa thành, Đáng tiếc đây không phải là taxi, muốn đón là có thể đón. Nhưng khi chiếc xe lửa bỗng nhiên dừng lại bên Lý Kỳ, trên xe là vị phu xe thật thà chất phát. nhếch môi nói. Kinh tế sử đại nhân, xin nhanh chóng lên xe. Lý Kỳ kinh ngạc nói, người biết ta, đúng vậy, vừa mới có một tiên nữ bảo tiện dân đến đây đón đại nhân. Hm. xem ra người còn có lương tâm. Lý Kỳ hừ một tiếng, còn buồn nói, nàng trả tiền chưa? Thật ra thì chưa, chưa trả mà người cũng tới. Lý Kỳ kinh ngạc nói, trong lòng nói thầm, Ta thu hồi câu nói vừa rồi. Tiểu nhân thấy bộ dạng nàng không giống lừa đảo, hơn nữa nàng nói là đi đón Lý sư phó của Túy Tiên Cơ. Tiểu nhân nghĩ thầm rằng Lý sư phó là người như vậy, người bình thường sao dám lấy danh hiệu Lý sư phó ra lừa gạt? Mặc dù là giả, tiểu nhân cũng chỉ có một chuyến tay không. Nhưng nếu là thật, tiểu nhân đã phạm lỗi to đến mức nào? <laughs> thật ra có thể nói có tiền đồ. Lý Kỳ cười ha hả để phu xe dìu mình lên xe ngựa, vừa cười vừa nói. Tuy nhiên tao khuyên người một câu, sau này ngàn vạn lần đừng trông mặt mà bắt thành rong nữ tử càng xinh đẹp thì càng gạt người hơn nữa nàng ta cũng không phải là người bình thường dạ 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 đại nhân dạy bảo đúng ạ à tiến hữu mà tiểu nhân bảo với đại nhân ngàn vạn lần không cần cảm tạ tám đời tổ tông nhà nàng ta trở về tân phủ lý kỳ lập tức ngủ bù buổi chiều còn tới vương phủ đục nước béo cò sau khi bị giao huấn một lần hắn quyết định ngồi xe ngựa của mình đến tiểu nhân vái kiến đại nhân ừ, chậm một chút đừng làm hư vâng sau khi vào vương phủ, tần phú nhân thấy một đám binh lính đang bê những thứ đồ lớn nhỏ ra ngoài, hiếu kỳ nói. Bọn họ nó đem những thứ này đi đâu vậy? Nhà ta? À không, là quốc khố. Tần phu nhân nghi ngờ nhìn hắn một cái, trong lòng có phần không yên. Đây là lần đầu tiên nàng làm cái loại việc này, trong mắt nàng cái này chẳng khác gì là ăn cắp. Nhưng hòa, đối với nữ nhân, sức hấp dẫn thật sự quá lớn. Đi đến trước cửa hoa viên vương phủ, Lý Kỳ phóng khoáng chỉ tay nói. Phú nhân, thật không giấu giếm người, Mặc dù Lý Kỳ ta tặng hoa vô số nhưng chưa bao giờ tặng cho nữ nhiều hoa như vậy. Người không cần phải cảm động đâu. Cảm động? Tần phu nhân nhìn cả vườn hoa héo tàn không biết nên phải nói gì. Lý Kỳ liếc trộm tần phu nhân ngượng ngùng nói. Phu nhân, người chớ khen thường những đóa hoa héo tàn này. Đây là cảnh đẹp mùa thu nha. Thật ra ta vẫn còn cho rằng mỗi giai đoạn đều có cái đẹp riêng, giống như phu nhân vậy. À, không phải ta nói phu nhân tuổi qua lớn. Mà thôi, càng nói càng sai. Chúng ta đi vào trước rồi nói sau. Tuy rằng tần Phu nhân với tuổi tác không để ý và cũng chẳng quan tâm, nhưng khi nghe xong vẫn không khỏi cảm thấy ê răng. Nhưng nàng xưa nay vẫn kiềm chế rất tốt, cũng không chấp nhặt với Lý Kỳ. Đi vào trong, Lý Kỳ trước tiên kêu người tìm quản gia của hoa viên này, sau đó cười hì hì với tần phu nhân. Phu nhân, người có nhớ hôm qua chúng ta đã nói gì không? Tần phu nhân cao mày nói, nói gì? Lý Kỳ nói, chính là chúng ta sẽ tính toán rõ ràng nha. Người đừng mong vô duyên vô cớ nhận ân huệ này. Tần phu nhân hiểu ra, Lý Kỳ đang muốn báo thù, nhưng đã không rõ mình có cái gì đáng giá để lý kỳ vừa động não suy nghĩ gật đầu nói gần đó con ý ta có thể đưa tiền mua lại Hừm, dựa vào tiền của ngươi không phải là tiền của ta sao bắt là ta là người đàng hoàng à lý kỳ nói nói tiền bạc trong này thật là tẩu khí quá à không đàm luận về hoa đi thanh nhã người biết thanh nhã là cái gì tần phu nhân liếc mắt nhìn hắn nói đàm luận về hoa lý kỳ gật đầu nói có câu này nói rất đúng trầm đậu được đậu tặng hoa được hoa như vậy đi ngươi lấy một loại hoa cỏ trong này Vậy muốn năm sẽ nợ ta năm đó hoa. Công bằng mà nói, hoa quả ở đây đều là chân phẩm. Muốn mua cũng không mua được. Tần phu nhân cao mày nói, không phải ngươi không thích hoa sao? Lý kỳ nói, hoa ai không thích, ta chỉ không thích trồng hoa mà thôi. Quan trọng là hồng đô thất nương các nàng thích. Ta cũng không có yêu cầu gì, chỉ làng năm thỉnh thoảng vào vườn hoa của người hái mấy bông hoa tặng nàng. Nghe đến đó, tần phu nhân dường như đã hiểu ra. Hóa ra suy nghĩ cả nửa ngày, Nàng từ đầu đến cuối hóa ra vẫn là người trung gian, nghĩ thầm rằng người này buôn bán đã thành lão luyện, bất cứ thứ gì qua tay hắn, dù sao cũng để lại cho hắn thứ gì đó. Liên trầm mặc một lúc nói. Chuyện này ta có thể đồng ý với ngươi, nhưng lúc đó ngươi không được hái lung tung, phải thương lượng với ta. Lý Kỳ nói, đương nhiên, bốn quan từ chức đến nay hái hoa đều tuân theo tiêu chuẩn vô cùng nghiêm khắc, tuyệt đối sẽ không giàng bệnh. Tật phu nhân gật đầu nói, vậy được, ta đồng ý với ngươi. Lúc nói chuyện, quản gia vườn hoa này đã được am giải tới đây. Lý Kỳ để gã về tần phủ và tần phu nhân lựa chọn, thuận tiện rằng giải lại cho tần phu nhân kỹ thuật trồng những loại hoa quý này. Chờ sau khi tần phu nhân bắt đầu công việc, tự hắn gọi người mang một ít thức ăn lên, ngồi dưới bóng cây bắt đầu ăn, ăn mất hoa quả quý báu nhất của vương phủ. Nhìn dáng vẻ thướt tha mềm mại của tần phu nhân, đây quả thật cũng là một loại hưởng thụ. Một lát sau, một tên lính đột nhiên vội vã đi đến, thì thào bên tai Lý Kỳ mấy câu. Lý Kỳ nghe xong mặt buồn bực nói Không thể nào, đậu má Mấy tên ngu ngốc đó không phải là ná bị hư rồi chứ Người đưa bọn chúng tới đây Vâng Một lúc sau bên ngoài vang lên một giọng nói cực kỳ kiêu ngạo Đương tặc Đám các người và bản nha nội nhớ kỹ Sớm muộn gì ta cũng tính sổ với các người Tần phu nhân đang lòng khòm lưng Ở trước chậu hoa Vừa nghe thấy giọng nói này mày thoáng nhíu lại Nhìn vào trước cửa thấy hai tên công tử Cà lơ vất phơ bá vương bước tới Nàng nhẹ nhàng lắc đầu đi vào bên trong cùng. Lý Kỳ xoa chán nhìn hai người đang đi đến, vắt tay bảo những binh lính lui ra, sau đó bất lực nhìn hai tên ngốc cười lạnh. <cười> nhà nội, tiểu cửu, hai người các ngươi càng sống thì càng đi xuống rồi, lại đi làm với cái chuyện trộm cắp này. Người tới chính là Cao Nhà nội và Hồng Thiên Cửu. Cao Nhà nội nói, Lý Kỳ, ngươi đừng có nói lung tung, cái gì mà trộm cắp. Lý Kỳ nói, các người trèo tường đi vào, vậy đến ngắm phong cảnh à? Hồng Thiên Cửu ưu ám nói, chúng ta cũng không muốn trèo tường, ai kêu ngươi không cho chúng ta vào? Lý Kỳ hừ nói, tiểu cửu, ngươi đừng đánh rắm trong này nữa nếu như ngươi muốn vào nói rõ nguyên nhân với ta ta sẽ suy nghĩ hơn nữa trang phủ bây giờ rất loạn không có gì hay để chơi đâu cả nhà đồ bị môi nói ngươi nói ta ngu xuẩn à nếu trước đó ta nói với người người nhất định sẽ phái thêm người gác nữa chết tiệt lại bị thằng nhãi này xem xấu hồng thiên kiều cầm lấy quải trượng của lý kỳ khập khánh bước lên hai bước cảm thấy mới mẻ nói hờ lý đại ca ngươi thực sự quay rồi hả lý kỳ nghe rằng chỉ muốn cho y một cái tát nói người có ý gì mà buông ra cho ta làm hỏng ta lấy người làm quả trượng để dùng à hồng thiên kiều vội vàng buông quả trượng xuống cao nha nội cầm hai miếng mứt hoa quả trên bàn một miếng đưa cho hồng thiên kiều còn mình cầm một miếng đặt mông ngồi trước mặt lý kỳ đột nhiên vươn tay vỗ vào chân trái của lý kỳ hiếu kỳ nói lý kỳ què ở chỗ nào bốp lý kỳ sợ tới mức chết khiếp may mà không vỗ vào miệng vết thương bắt lấy bóng vuốt đã đánh y một cái thế này chắc chắn là cố tình rồi ui dạ cao nhà nội đau đến mức ngược tay lại nói nhưng sao lại đánh ta Lễ Kỳ tức giận nói, không phải là ngươi đánh chân ta sao? Ngươi muốn làm loạn tiếp, hôm nay ta sẽ báo lại những chuyện này cho thái úy. Cảm nhà đội nghe xong lập tức không cáo kỉnh nữa nói, Lễ Kỳ, ngươi sẽ không có nghĩa khí như vậy chứ? Lễ Kỳ hừ một tiếng nói, phải xem tâm tình của ta, ta cũng không phải là Lý Thanh Thiên. Ngừng một chút, hắn lại nói, đúng rồi, rốt cuộc tại sao các ngươi lại tới đây? Cảm nhà đội và Hồng Thiên Kiều liếc nhau một cái, Hồng Thiên Kiều bỗng nhiên sắp lại gần nói, đại ca, văn phòng kêu của Vương Tư Ân đã khám xét chưa? Lý Kỳ nói, khám xét hay chưa liên quan gì đến ngươi? Cao nhà nội chừng to hai mắt nói, liên quan rất lớn, người có phát hiện gì? Lý kỳ cao mày nói, phát hiện, phát hiện cái gì? Còn không phải là thế này, lần sau ta đến khám xét nhà ngươi, ngươi liền biết. Cao nhà nội xi mấy tiếng nói, muốn khám thì khám nhà ngươi trước. Ta nói không phải là mấy cái thứ bình thường, ngươi chẳng lẽ không tìm ra bảo bối gì sao? Bảo bối? Cao nhà nội ngươi nói là mấy thứ hiếm lạ, hiếm lạ hiếm lạ. Cao nhà nội gật đầu thật mạnh nói, Lý kỳ thật không dám giấu giếm, ta vì bảo bối này mà đã đi xin vương tiên nhân rồi. Chẳng lẽ bọn chúng chỉ chính là thật không vậy rốt cuộc là bảo bối gì vậy hồng thiên kiều sắp lại gần nói chiến thanh kiều à, quả nhiên không hồ là hàng cao cấp treo tương trộm xuân dược quả thật là để lại mặt mũi cho cầu ca lý kỳ ra vẻ không biết chiến thanh kiều là cái gì thế cao nho nội hưng phấn nói đây chính là thiên hạ đệ nhất xuân dược là từ bên kia tây vực nghe nói bởi vì nguyên liệu rất khó tìm vì vậy vô cùng hiếm thấy không biết vương tư nhân lấy được cả đâu hồng thiên kiều trật trật nói nghe nói chiến tranh kiểu này không màu không vị và lại không có thuốc giải chỉ có nam nữ giao hợp mới giải được tận dụng cổ thuốc cực mạnh ngốc kê tán theo công kịp có thể nói là kim đao chủ vương trong xuân dược cốt 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 tiểu tử ngươi cút sang một bên cho ta cái gì là kim đao chủ vương trong xuân dược người muốn ăn đòn đúng không còn không màu không mùi không vị người đã nếm qua rồi hà mà biết lý kỳ nghe xong không có tư vị mới lạ hồng thiên kiều ngượng ngùng nói nếu như ta đã từng nếm qua thì sẽ không tới đây đây không phải là ý đồ mới mẻ sao à ca ca hắn không lẽ có cùng ý đồ mới mẻ này Cao nhà nội nói, Lý Kỳ, có phải là ngươi đã làm của riêng rồi không? Ta cũng không có lòng tham, chia cho chúng ta một nửa là được rồi. Nói muốn năm phần, cần mẹ nó không phải là tham lam mà. Lý Kỳ hừ nói, người đừng tưởng ta cũng như ngươi, hôm nay là lần đầu tiên ta nghe thấy tên cái loại xuân dược này. Có thật hay không? Ngươi không tin cũng được, ta cần gì phải giải thích với các ngươi. Hồng Thiên Kiều đỏ mắt nói, Lý đại ca, ta và ca ca cùng với Vương Tư nhân thỉnh thoảng có cạnh khóe nhau, nhưng dù sao cũng có quen biết. Hắn rơi vào tình cảnh như vậy trong lòng chúng ta cũng không dễ chịu nếu không ngươi để chúng ta vào phòng hắn nhìn một lượt đi cả nhà nội gật gật đầu nói ờ tiểu kiều nói rất đúng dù sao hắn cũng gọi ta là thanh ca ca ta nên vào xem tưởng nhớ lại một chút sao không nhớ lại cầu ca nhà ngươi lý kỳ gật đầu nói được ta bảo thay ý đưa các người đi xem hai người im lặng không nói gì lý kỳ lại nói thế này đi ta đồng ý với các ngươi nếu như phát hiện ra thứ này ta nhất định sẽ cho các ngươi giữ cả nhà nội mừng rỡ vội hỏi thật không đương nhiên hồng thiên kiều nói lý đại ca ngươi thật là có nghĩa khí Ít nịnh nọt đi. À. Các nhân nội bỗng nhiên ngại ngùng nói. Lý Kỳ, ta có một chuyện nhỏ muốn người giúp đỡ. Chuyện gì? Hả? Chính là tiểu thuyết của Vương Tiên nhân và Vương Phủ. Người xem có thể... Lý Kỳ không đợi y nói xong liền sòng khoái nói. Đương nhiên có thể. Cảm nhà nội cực kỳ mừng. Nói. Thật sao? Người đồng ý với ta? Nhất định đồng ý. Lý Kỳ cười ha hả nói. Hả thế này đi. Các ngươi chuẩn bị xung quân đến biên giới Tây Nam hay là phía cực Nam? Ý gì? Các nàng đều là tội nhân. Nếu như các ngươi dụ dỗ các nàng đương nhiên phải chịu tội một phát xung quân nét mặt cao nhà nội cau lại Hay, biết ngay người không tốt như vậy mà nói không chừng túi tiền riêng người đút đẫy rồi ai ai ca 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 nói một chút cũng không sai nha hồng thiên kiểu lấy tay vỗ vỗ cao nhà nội một tay chỉ về phía trước nhìn không rời mắt nói cao nhà nội ngẩng đầu lên nhìn hai mắt lập tức lóe ra ánh sáng màu xanh nói Thì thiên hạ vẫn còn phụ nhân làm lòng người ta say mê như thế vương phù ta là có phúc khí nha ha <laughs> Lý Kỳ, người lúc này có thể khiến ta nắm được nhược điểm rồi, nếu không sắp xếp cho ta vài người, ta sẽ đi tố giác ngươi. Xong rồi. Xong rồi, có một ngày ta sẽ bị hai tên ngốc này làm cho tức chết không chừng. Lý Kỳ xoa so xoa so chán nói. Hai người các ngươi là đồ có lợn, nhìn cho rõ đấy chính là Tần Phu Nhân. Tần Phu Nhân, hai mắt cao nhà nội lồi ra, biết sao nàng ở đây. Lý Kỳ nói, quản ngươi đánh rắm. Cao nhà nội không chút bực bội nói, ha ha ha, Lý Kỳ, ta đã sớm nói giữa người và Tần Phu Nhân có mở ám, ngươi còn nói dối nữa không? Thật là khiến người ta hâm mộ Tần phu nhân này có thể nói là mỹ nữ đệ nhất đại tống Nhìn một cái cũng thấy thoải mái Sớm biết thế này lúc trước ta đã mua lại túi tiên cư Ôi thật sự là thất sách mà Lý Kỳ hoàn toàn bị bại dưới tay tên ngốc này Lai Châu Mấy bạn phản quân trong một đêm đều bị thu phục Mà hai thủ lĩnh và toàn bộ chủ tướng liên can của bọn chúng đều bị bắt giữ Đây không thể không nói là một trận chiến rất đẹp Nhưng đẹp không phải là thực lực cực kỳ mạnh của bọn nhạc phi đào sâu nguyên nhân còn do bên địch quá yếu dù sao đám người đào định khởi binh không lâu dưới tay đều là một đám ô hợp căn bản hoàn toàn không thể đánh trận được sở dĩ ngay từ đầu có thể thuận buồm xuôi gió cũng do quân đội của tống triều và quan viên quá mềm yếu nói tắm lại chính là trong núi không có hổ thì khỉ xưng đại vương đương nhiên chuyện này đối với thái du thì không thể nào gã thân đang ở mật châu vừa nghe núi côn du đại thắng vui vẻ đến nỗi thiếu chút nữa thì đầu trúng gió lần đầu tiên một mình dẫn binh liên lập nhiều công lao như vậy trong chiều ai còn dám nói gã không thể đảm nhiệm chức su mật sứ cái gì mà đồng quán với trùng sư đạo lập tức vứt luôn mỹ nữ bên cạnh vội vàng chạy tới lai châu chuẩn bị tiệc ăn mừng chợ nhạc phi áp giải phản quân trở về đám người triệu minh thành thái du ra cửa thành nghênh đón khí thế bừng bừng khiến mọi nhạc phi nghiêu cao giật mình bên trong thành lai châu cũng có một bầu không khí vui mừng dân chúng vui mừng ra cửa thành nghênh đón anh hùng của họ trở về trong nghiến tiệc chuyện thứ nhất nhạc phi làm chính là bảo vệ cho dương thái hưng thậm chí còn lấy công lao của mình chống đỡ tội cho dương thái hưng thái du đánh giá dương thái hưng một hồi thấy đây là người cao lớn lưng hồn vai gấu uy phong lẫm liệt là một viên mãnh tướng trong lòng cũng cực kỳ tán thường đương nhiên gã phần lớn là xuất phát từ mục đích chính trị hiện tại đang cần lúa kéo đại tướng đi thay mình lập chiến công dương thái hưng này tuổi còn trẻ lại xuất thân từ giặc cỏ nếu gã ở bên dương thái hưng lúc ý khó khăn nhất cho dương thái hưng một ân huệ không phải dương thái hưng sẽ đi theo gã làm tùy tùng quyết một lòng sao Liên ngay lập tức đồng ý chẳng những đồng ý còn nới hẹn cho dương thái hưng một chức quan tốt quả nhiên dương thái hưng chưa từng trải việc đời thấy thái du có chức quan to như vậy không ngờ lại coi trọng y trong lòng cực kỳ cao hứng vội vàng thi lễ cảm tạ thái du vuốt trỏm râu cười ha ha sai người ban tưởng cho người ngồi phía cuối tội phạm và công thần cùng ngồi chung bàn tiệc ăn mừng đúng là cực kỳ hiếm thấy dương thái hưng dù sao tuổi còn trẻ không hiểu những thứ cong cong thẳng thẳng trong quan trường trong lòng vô cùng cảm động lại lại cảm tạ một lần nữa mới ngồi vào ghế. Thái Du nhìn Nhạc Phi và Ngưu Cao cười nói, nhị vị tướng quân tri dũng vô song, không đến mấy ngày đã bắt được huynh đệ đào thị, quả là phúc của đại tống ta. Bởi vậy có thể thấy ta không nhìn lầm người. Cái gì ngươi không nhìn lầm người? Nếu không có bộ xoáy, ngươi có để cho chúng ta đến không? <laughs> Ngưu Cao trong lòng bất mãn nói thầm một câu, nhưng vẫn nói đồng thanh với Nhạc Phi. Tuyệt phủ sứ quá khen, đây là bổn phận của chúng ta không đáng nói đến. Thái Du vất tay nói, cũng không thể nói như vậy. Chuyện này tuy là bổn phận của các ngươi, nhưng việc thuộc bổn phận đã làm xong, đó cũng là công lớn, có công thì nên thưởng. Người đâu, mang thứ đó lên đây. Vâng. Mấy tên lính mang mấy dương lớn lên, ngoài ra phía sau còn có bốn thiếu nữ trẻ trung. Thái Du phóng khoáng bung tay để nói, mở ra. Cái dương vừa mở ra bên trong đầy ấp tiền đồng, vài vóc, phòng trường ít nhất cũng phải ngàn quan, không thì cũng mấy trăm quan. Đây đối với bọn Lý Kỳ thì chính là sỉ nhục, nhưng đối với võ tướng nho nhỏ xem như cũng là khoản tiền lớn. Thái Du ha hả nói, ha <laughs> ha. Đây là tiền thưởng ta đã chuẩn bị từ trước khi các vị tới. Hai vị tướng quân đừng ngại ít nha. Ngoài ra sau khi trở về kinh thành, ta sẽ cho mỗi người một căn nhà. Quân doanh đơn sơ chắc chắn là các vị không quen. Về phần thị nữ này cũng thuộc về các vị. Làm thiếp làm thì các vị muốn làm thế nào cũng được. Thái Du kỳ thật không phải là con người rộng rãi, không những không rộng rãi lại còn rất nhỏ nhen, tâm nhãn đặc biệt nhỏ. Hôm nay chỉ sợ là lần đầu tiên trong đời gã hào phóng. Cái này thuộc về công của đồng quán. Đồng quán người này trong quân nổi tiếng là Hà Phóng, đương nhiên giới hạn của hắn là tướng soái dân chúng bình thường không dính được tới hào quang này. Trong các con đường quân đội ở Đại Tống, ai cũng biết rằng phàm là tướng lĩnh của thắng tiệp quân, người nào cũng giàu chảy mỡ, nhưng số tiền này lấy từ đâu là do đồng quán thưởng mà có. Bình thường đồng quán trên thắng trở về, triều đình ban thưởng y dường như không giữ gì cả, tất cả đều thưởng cho thuộc hạ, vì hắn có rất nhiều chiêu có thể kiếm tiền, có thể nói về điểm này y không hề tầm thường, vì vậy thắng tiệp quân trên dưới đều vô cùng ủng hộ đồng quán mà thái du lần trước đi chinh phật liêu cùng đồng quán thấy hắn đối đãi với thuộc hạ ra sao mà gã còn là lần đầu tiên làm thống soái dẫn binh xuất trinh ông ta không biết làm như thế nào để lôi kéo võ tướng này trong lòng đã tính toán nếu một ngày có thể đạt tới địa vị của đồng quán một khi có chiến sự tiêu hao cho quân lương không ít hiện giờ chả như vậy nếu có chuyện gì chỉ cần bọn nhạc phi đánh thắng là được vì vậy liền làm giống đồng quán ai mà không yêu tiền ai không thích mỹ nữ chứ không ngờ rằng thật ra số tiền này là chi phủ mật châu biếu gã không phải là mua bán nha tiền và mỹ nữ đưa tới trước mắt nhạc phi và nghiêu cao sao có thể không rõ không khỏi liếc nhau một cái trong lòng không ngừng kinh ngạc cùng nghĩ bộ soái thật sự là liệu sự như thần không ngờ trước khi xuất trinh cũng đã liệu trước một khi chiến thắng thái du nhất định sẽ lôi kéo bọn họ nói thật bọn họ không muốn lấy số tiền này nhưng lý kỳ đã dặn đi dặn lại hễ là thái du đưa thì phải tươi cười mà nhận ngu sao mà không nhận trong nháy mắt có chút trần trừ thái du thấy vẻ mặt bọn họ do dự trên mặt tức giận không hài lòng lấy suy nghĩ của gã với nhân tài chỉ cần một câu, nếu không để gã dùng, vậy ra cũng tuyệt đối không giúp người khác làm trung gian, nhất định phải chèn ép đến cùng, cười như không cười nói. <cười> sao vậy? Hai vị tướng quân ngại ít sao? Nhạc Phi và Nghiêu Cao thấy Thái Du biến sắc, trong lòng nghĩ tới Lý Kỳ đã từng nói, nếu bọn họ đắc tội với Thái Du hay là Xu Một Viện, bọn họ sẽ vô cùng nổi danh, võ tướng không chiến mà đánh, có thể so với rắc rưởi Cần nhắc mãi hai người đứng dậy ôm quyền thi lễ cùng nói. Đa tạ tên phổ sứ hậu thưởng, mặt tướng nguyện máu chảy đầu rơi. Lời này rất chua, chính là bọn họ còn cảm thấy đau răng. Hóa ra bọn họ vừa mới bị dọa sợ. Thái Du cười ha hả nói, ha <laughs> chỉ cần các vị có thể đánh thắng trận cho đại tống ta, những thứ tục tàn này không đáng nhắc đến. Mặt tướng tuân mệnh. Thái Du lại cười ha ha, tiếp tục nói với Dương Thái Hưng. Thái Hưng, chỉ cần ngươi cố gắng, ta nhất định sẽ không bạc đại ngươi. Dương Thái Hưng dù sao cũng xuất thân từ giặc cỏ, không giống như là nhạc phi, từ nhỏ đã được giáo dục tư tưởng trung thành đền nợ nước thuần chất. Lúc này y thực sự rất thích những thứ đó, Y làm ra cỏ cũng vì như thế, hai mắt sáng lên nói. Thái Hương ghi nhớ đại nhân ân cần dạy bảo. <laughs> Lúc này một tiếng hừ lạnh ý thứ châm chọc trước đánh gãy hình ảnh đó. Mấy người theo tiếng hừ lạnh nhìn lại, người này không phải ai khác chính là vợ của Triệu Minh Thành, Lý Thanh Chiếu. Tính cách của nàng mạnh mẽ, gặp phải việc bất bình sẽ nói ra không vui. Phải biết rằng kể cả những đại văn nhân tiền bối như là tổ thức bọn họ, nếu nàng không xem vừa mắt thì những chuyện họ làm ở trong triều nàng sẽ tỏ rõ không vui. Hiện nay thấy Thái Du đổi chắc trắng trợn như vậy làm sao mà có thể xem vừa mắt chứ? Hai mắt của Thái Du nhíu lại suy nghĩ nói. Triệu phu nhân có lời muốn nói sao? Triệu Minh Thành nghĩ tâm muốn chết có. Phải biết rằng Thái Gia bọn chúng và Triệu Gia vốn là kẻ thù không đội trời chung. Hiện giờ ba cha con Thái Gia trong chiều hô mưa gọi gió. Triệu Gia bọn họ căn bản không phải là đối thủ. Vội vàng dùng ánh mắt ngăn Lý thành Chiếu lại. Sau đó đứng dậy chắp tay nói. chuyện kinh hôm nay thân thể không khỏe. Kính xin tuyên phủ sứ thứ lỗi ánh mắt lại liếc nhìn về phía nhạc phi trong lòng không ngừng sợ hãi nếu lúc này nó ra chuyện nhạc phi đưa y chạy trốn thái du còn không chỉnh chết y tiên đồ của y e cũng chấm dứt ở đây càng oán giận lý thanh chiếu hơn vậy sao thái du tản nhiên liếc mắt nhìn vợ chồng triệu minh thành trong lòng lại nghĩ triệu phu nhân này có quan hệ rất lớn với tên đầu bếp kia đầu bếp kia thậm chí còn vì nàng đến cầu xin ta chắc chắn quan hệ trong đó không bình thường nếu ta ở đây chỉnh tình nhân cũ của hắn một ngày ta trở về lĩnh công hắn nhất định sẽ trả thù ta còn mẹ nó, hắn là một người điên, làm ra chuyện gì có trời mới biết. Thôi thôi thôi, ta cho hắn một chút mặt mũi vậy. Nghĩ đến đây, khuôn mặt căng thẳng của gã cũng thả lòng, cười nói. Nếu thân thể triệu phu nhân không khỏe, vậy không cần ở đây phụng bồi. Đi về nghỉ ngơi trước đi. À đúng rồi, thiếu chút nữa thảo quên. Kinh thế giờ còn nhờ ta hỏi thăm triệu phu nhân một tiếng. Trong câu nói cũng có vài phần châm trọc. Mưu đồ hiểm ác nha. Lý Thanh Chiếu làm sao mà không biết ý đồ của Thái Du. Tuy nhiên trong lòng nàng không thản với trời đất nên không e ngại chuyện đó. Thế triệu minh thành mặt đầy mồ hôi không ngừng nháy mắt với nàng trong lòng ảm đạm thở dài đứng dậy hành lễ nói cáo tử nói xong nàng một thân một mình đi ra ngoài chuyện này chẳng qua là một khúc nhạc đệm nhỏ kế tiếp rượu ngon món ngon ca cờ vũ cờ góp vui càng thêm vui vẻ thẳng cho đến canh hai yến hội mới chấm dứt nhạc tiểu ca tiền này lão ngưu ta đây cũng thích nhưng mà tiền nhiều như vậy ta vừa lấy vào tay chỉ sợ đêm không ngủ được à, người nói chúng ta nên xử lý những số tiền này như thế nào trên đường trở về ngưu cam vò mạnh đầu hết sức phiền não nhạc phi thở dài ta đã có cảm giác không đúng rồi nếu không phải bộ soái lúc trước đã dặn dò qua vừa rồi chúng ta cũng không nhận khoản tiền này đúng lúc này phía sau bỗng nhiên có người kêu lên hai vị tướng quân xin dừng bước hai người quay đầu lại thấy lý thanh chiếu thì vội ôm quyền nói triệu phu nhân lý thanh chiếu đáp lễ lại cười nói hai vị tướng quân giải vây cho lai châu thanh chiếu nên nói cảm ơn với hai vị tướng quân à, không dám không dám lý thanh chiếu lại nói mới vừa rồi thật sự đã thả hai vị tướng quân hạ miệng lưu tình nghiêu ca mở mịt nói lời này của triệu phu nhân là ý gì nhạc phi lại tâm sáng như gương tầm nghĩ chẳng lẽ triệu chi phủ nói cho nàng biết rồi không nghĩ tiếp nữa nói triệu phu nhân nói quá lời rồi đây là việc nhỏ không đáng nhắc tới lý thanh chiếu thấy nghiêu cao dường như không biết gì cũng không nói nhiều hơn đúng rồi vừa rồi ta có nghe thấy hai vị tướng quân hình như không biết xử lý thế nào với những thứ được ban cho cảm thấy phiền não nhạc phi và nghiêu ca ngơ ngác nhìn nhau ngượng ngùng gật đầu lý thanh chiếu cười nói thật ra là có kế này có thể giúp hai vị tướng quân ngưu ca biết nàng chính là đệ nhất tài nữ đông kinh thì vui vẻ nói mời phu nhân nói lý thanh chiếu nói rất đơn giản hai vị tướng quân lãnh binh xuất trinh mặc dù là toàn thắng nhưng mà tướng sĩ trong quân ắt phải có người bỏ mình sao hai vị tướng quân không phân phát số tiền này cho tướng sĩ bị thương và tử vong ta nghĩ hiện giờ người nhà của họ rất cần số tiền này coi như là có chỗ dùng hơn nữa cũng có thể cho hai vị tướng quân thêm trọng vọng một công đôi việc đúng rồi tại sao chúng ta không nghĩ ra cách này nhạc phi và ngưu cao không khỏi mừng rỡ đồng thời ôm quyền nói đại tả triệu phu nhân đã nói chúng ta vô cùng cảm kích dù sao bọn họ cũng không có kinh nghiệm mang binh đánh giặc là thiên phú nhưng mà luận công ban thưởng hoặc là xử lý quan hệ trên dưới thì phải tích lũy kinh nghiệm thanh chiếu cười nói so với việc làm của hai vị tướng quân thì không đáng để nói đúng rồi bộ soái các vị vẫn khỏe chứ ngưu cao nói chi tiết như triệu phu nhân nhớ bộ soái mọi chuyện đều tốt trong lòng lại nghĩ trên đời này ai có thể trình được bộ soái sau lý thanh chiếu nhẹ nhàng gật đầu nói vậy thì tốt rồi. sắc trời không còn sớm. hai vị tướng quân đường xa mệt nhọc, nhanh chóng về nghỉ ngơi. ta cũng cáo từ. triệu vũ nhân đi thong thả. mời. đợi cho nhạc phi và ngưu cao đi rồi, lý thanh chiếu ngửa mặt lên nhìn ánh trăng, cũng bồi ngồi than, nhẹ giọng ngầm nói. trăng và đèn như trước, nhưng không thấy người xưa. lệ ướt đẫm tay áo. quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi hết tập 207 của Bắc tống phong lưu. hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong tập 208.